Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa là cặp đấu đáng xem ở vòng 6 V-League 2023. Đây cũng là cặp đấu diễn ra sớm nhất của vòng 6 này. Sau chiến thắng ấn tượng trước Viettel vừa qua, đội bóng phố núi đang có được sự hưng phấn cao độ và sẵn sàng nối tiếp ngày vui khi đón tiếp Khánh Hòa trên sân nhà Pleiku ở vòng đấu này. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào nhận định bóng đá trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 6 giải vô địch quốc gia V-League 2023. Trận đấu này diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2023 và trận đấu diễn ra trên sân vận động Pleiku của tỉnh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai vừa có chiến thắng không thể ngọt ngào hơn trước Viettel trên sân khách. Trước khi hành quân đến sân Hàng Đẫy gặp nhà đương kim vô địch thì Hoàng Anh Gia Lai chỉ nghĩ đến mục tiêu có điểm. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đã có màn trình diễn không thể ấn tượng hơn khi đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1 ngay tại sân khách. Đây là chiến thắng khiến ngay cả những huấn luyện viên Kiatisak cũng cảm thấy bất ngờ. Ông thẳng thắn chia sẻ: "Tôi bất ngờ với tỷ số và Viettel là đội bóng mạnh, rất mạnh. Họ vừa mới thắng 6 bàn ở cúp quốc gia và đánh bại cả Công an Hà Nội với tỷ số 2-0 nên chúng tôi phải tập trung thi đấu chắc chắn. Hiệp 1 chúng tôi ghi bàn trước và sau đó để Viettel gỡ hòa 1-1. Sau bàn gỡ chúng tôi hơi bối rối nhưng đến hiệp 2 các cầu thủ đã lấy lại thế trận, cộng thêm một chút may mắn ở trận đấu này." Thực tế thì trước khi có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay trước Viettel, Hoàng Anh Gia Lai có sự khởi đầu tương đối khó khăn sau khi chia tay hàng loạt trụ cột như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy. Hoàng Anh Gia Lai phải lắp ghép đội hình và trải qua 4 trận liên tiếp không đến mùi chiến thắng. Dẫu vậy, quãng nghỉ gần 2 tháng thực sự rất quý báu với Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Kiatisak đã có thêm thời gian để cải thiện những vấn đề nội tại mà đội bóng của ông còn thiếu. Bên cạnh phong độ ổn định của những đàn anh trụ cột như Minh Vương, Tuấn Anh, Ngọc Quang, thì sự tiến bộ trưởng thành của những cầu thủ trẻ như Quang Nho, Bảo Toàn, Thanh Nhân và đặc biệt là Quốc Việt mới là tín hiệu vui nhất đối với đội bóng phố núi sau chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Ở phía bên kia chiến tuyến thì Khánh Hòa cũng đang dần tái hiện hình ảnh chú ngựa ô một thời của V-League. Đội bóng phố biển đã thi đấu tốt dần lên sau từng vòng đấu. Mới đây thì Khánh Hòa đã khiến dàn sao triệu đô của Nam Định hút chết ngay tại thánh địa Thiên Trường. Nếu không có tình huống bị thổi penalty tranh cãi phút bù giờ, Khánh Hòa thậm chí có thể rời sân Thiên Trường với 3 điểm trong tay. Dù không có chiến thắng, nhưng những gì mà Khánh Hòa trình diễn trước Nam Định cũng là điều khiến Hoàng Anh Gia Lai phải dè chừng. Xét tương quan lực lượng thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn được đánh giá cao hơn đôi chút so với Khánh Hòa, và đặc biệt là khi thầy trò huấn luyện viên Kiatisak được chơi trên sân nhà Pleiku. Ngoài việc đang có sự hưng phấn sau chiến thắng trước Viettel thì Hoàng Anh Gia Lai cũng có thống kê tốt hơn so với Khánh Hòa trong lần chạm trán trước đây. Cụ thể theo thống kê thì Hoàng Anh Gia Lai thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất đối với Khánh Hòa. Hai chuyến làm khách gần đây của Khánh Hòa đến sân Pleiku đều có kết quả thất bại. Từ những phân tích trên, Tin bóng đá dự đoán với lợi thế sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai có thể sẽ có chiến thắng. Với cách biệt một bàn trước Khánh Hòa, có thể tỷ số sẽ là 1-0 hoặc 2-1 trước Khánh Hòa. Được biết, trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2023. Theo bạn, giữa Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa, đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.